Chào mừng các bạn quay trở lại với trận đấu Vô Tùng và đến với một preview của Nai tại LPL. Đây sẽ là ván đấu mà Nai dùng Zay đối đầu cùng với Ari của Yakao trong khuôn khổ chung kết nhánh thắng của LPL mùa hè 2023. Trận đấu diễn ra vào ngày hôm qua mà thôi. Và để xem là ván đấu này với cái preview này của Nai thì sẽ có một con Zay như thế nào nha. Let's go. Ok, dạo này đang hơi thiếu content rank Hàn nên là chuyển sang làm preview LPL đi ha. Xem các giáo án của các streamer bên rank chung cũng nhiều rồi. Chuyển sang làm giáo án preview của một tuyển thủ. Xem họ xử lý ra sao. Với trận đấu kết quả 3-0 ngày hôm qua thì Nai cùng với đồng đội đã chính thức có mặt tại chung kết thế giới. Mùa xuân thì vô địch, mùa hè thì tiếp tục vào trận chung kết tổng. Ngày hôm qua thì không biết anh em có xem cái kèo này hay không. Trận này cũng là một trận nhìn thì nó phải khá căng nhưng mà kết quả thì nó cũng chỉ có một thôi. Nó luôn luôn là 3-0 cho Jin Dong. Jin Dong gặp BOG thì vẫn luôn là như vậy. BOG mỗi lần gặp Jin Dong đều gãy, mặc dù BOG đánh với các đội khác đánh rất hay. Khởi đầu đó là một cái bình thuốc biến dị tới từ Nai trong kèo đấu gặp một con pháp sư kiểm soát như là Ahri. Zay bây giờ đang đi đường giữa nhiều chứ đi đường trên ít rồi. Đi đường giữa thì nó là một con tướng farm hòa và skillless. Skill ở món trang bị thứ hai là thấy rất là khỏe rồi. Và cái tầm tay dài của con Zay khu đường giữa thì có khả năng farm rất là tốt. Khởi đầu rừng tới từ Kanavi sẽ là từ khu bùa đỏ xuống anh em nhá. Còn đầu trận thì bên phía bên kia chỉ là một Ahri không quá áp lực. Nai cũng đang cố gắng lát hit thôi, chuyển dạng vào trao đổi chiêu thức luôn. Lát hit thì chưa trượt bất kỳ một CS nào ở tên lính đầu tiên cả. Bên phía bên kia thì quyết định của Yakao là khởi đầu bằng nhẫn Doran và hai bình máu, cấp độ 2 đã có EQ rồi. Bắn cầu sấm vừa đẩy đường vừa cấu rỉa tới từ Nai, chuyển dạng chỉ thiên và lính trúng người. Dính một cú hôn gió nhưng lôi phạt gây sát thương thêm. Cả hai bắt đầu bấm bình lên rồi, miss con lính đầu tiên tới từ Nai. Áp lực quá ha. Trước thời điểm mà con Zay nó thành meta đường giữa ấy các bạn, Nai đã đánh rank Hàn với con Zay này rất là nhiều. Và thực sự cái khả năng dùng con Zay khu đường giữa của Nai rất là master so với nhiều các mid lane khác. Bởi vì nó không phải là con tướng thuần đường giữa. Đó giờ toàn là đường trên dùng nhiều thôi. Đặc biệt là các đường trên Hàn Quốc dùng con Zay này rất là ngợp. Kanavi đã có mặt tại khu cánh dưới rồi, mở cổng gia tốc để né một tình huống hôn gió, vẫn kịp thời gian để bắn cầu sấm, nhưng bắn cầu sấm thì Yaka vừa rồi đã có một tình huống lách tốt. Đây là một nhịp không còn những cái bình thuốc biến dị để trao đổi với đối phương nữa. Nhưng mà cái sải tay dài cùng với cái tầm cầu sấm thì các bạn thấy rồi, cứ đứng từ xa bắn cầu sấm an toàn thôi. Chỉ là cái tân lính này thì Nai sẽ chưa đẩy trước được. Nếu như mà Swain sẽ ăn từ khu cánh trên xuống á, nếu mà Swain ăn từ cánh trên xuống á, hơi khó cạnh tranh cua nha. Bot thì Ruler cũng đang chưa ở một thế đẩy tốt so với L và On phía bên kia. Thì nếu mà an toàn thì Kanavi đánh lên cánh trên, ăn cua trên. Thực ra đây là ván đấu mà ba đường bên phía của Jin Dong đều đang bị đẩy. Ui, hai con lính vừa rồi không lát hết được ạ. Hơi tiếc một chút đấy nha. Quyết định bung kỹ năng đẩy đường về nhà dịch chuyển trang. Để xem về nhà lần đầu tiên với 700 tiền sẽ mua cái gì anh em nhé. Nước mắt với trường kiếm hay là tự nhiên phải có nước mắt rồi. Mà nước mắt xong thì tiền cũng không có bao nhiêu ấy. Để xem mua trường kiếm hay là mua giày thôi. Trong nhiều kèo đấu với các pháp sư kiểm soát thì Zay sẽ phải hướng tới cái giày thủy ngân sớm. Vì bạn biết là cầu sấm kịp cản bấm bê về không nhỉ? Không kịp rồi. Quyết định chỉ thiên dọc đợt lính và bắn cầu sấm ăn lính luôn. Kiếm Mayumu là đồ thần thoại mà Nai đang chỉ thẳng vào anh em nhé. Bắn cầu sấm ăn lính từ xa rất là an toàn. Lách hôn gió sau đó thì đang có một tiếng băng trụ đường dưới. Đường trên cũng có một tình huống tấn công diễn ra và chiến công đầu thuộc về cho xạ thủ của Bilibili. Nhưng Rakan của Missing đã gỡ được một mạng. Còn đường trên pha gank tới từ Kanavi có vẻ là tình huống gank không có mạng. Một pha băng trụ mà tôi nghĩ bên phía của BLG vẫn lời anh em nhé. Vì Ruler đã phải lên bàn đếm số rồi. Đẩy đường bằng EQ và chuyển dạng chỉ thiên liên tục.
Tôi đang tính nói là trong nhiều kèo đấu với các pháp sư kiểm soát khu đường giữa, đặc biệt là đánh những kèo khó như kiểu đánh với Annie chẳng hạn, hay là Nico chẳng hạn, là phải lên kháng phép sớm luôn anh em ạ. Lên kháng phép sớm để lên dây thủy ngân nữa. Thường thì sẽ ít có những người lên cái kiếm răng cưa tại thời điểm này. Dây thủy ngân thôi. Cầu sấm, cầu gia tốc nhưng nó bị chặn lại bởi lính rồi. Đổi sang bên phía cánh trái, đứng nấp vào bụi cỏ sau những đợt đẩy để tạo ra những góc cầu sấm khó chịu. Những góc cầu sống bên hông nó sẽ dễ trúng hơn. Nhưng mà quả vừa rồi thì Yaga cũng rất là kinh nghiệm nha. Đứng check xuống cánh dưới để né những quả cầu sấm từ cánh trên xuống. Kanavi đang về rồi. Với đội hình này bên phía của Jindong thực ra là đội hình mà không cần phải đánh vội đâu các bạn. Điều kiện thắng đội hình này nó không phải là win lane win game. Vẫn có thể đánh chậm đến tầm hai món trang bị của Zay của Varus đánh cũng được. On Sejuani cũng có khả năng cover rất là tốt nữa. Và kèo này thì Nai đang lên rất là nhiều sát thương bởi vì cặp đôi mid rừng của đối phương không phải là cặp đôi quá áp lực. Ví dụ như là Ahri cùng với Viego hoặc là Ahri Lee Sin hoặc là một con rừng có sát thương nào đó, ví dụ Kindred chẳng hạn. Thì khả năng cao là phải lên giày thủy ngân sớm. Còn đánh cùng với Maokai Ahri thì đối phương CC nhiều thật đấy, nhưng mà không cần phải lên sớm cái giày thủy ngân bởi vì đam của Ahri cùng với Maokai để giết con Zay này khó lắm. Nên là thôi thì lên sát thương đẩy đường cùng với áp lực. Nhưng mà đây là tình huống mà đối phương đi trước nha. Ai da, cái turn này xong rồi, con Ahri level 6 đi, quả này là xong rồi, xong canh dưới luôn rồi đấy. Đây là tình huống có thể bị thiếu giao tiếp giữa Nai cùng với đồng đội, bởi vì con Ahri đã đẩy trước một turn. Nai ra sau và đẩy sau nên là con Ahri đã xuống sông dưới rồi, nhưng mà không hiểu lý do tại sao thì bot vẫn PK. Bot vẫn PK và bị một con Ahri level 6 nó phi hồ chết với hai người rồi. Một bất lợi đầu trận dành cho team Jindong Gaming. Nhưng mà Nai không tham khiên trụ nha. Đối phương ăn rồng và thông tin mà Nai nhận được là đã có rất nhiều tài nguyên đối phương đã phải buông bỏ để lấy hai mạng hàng vừa rồi, cắm mắt kiểm soát xuống. Rồng vẫn còn khá là nhiều máu, đối phương đã buông bỏ nhưng đối phương quyết định là tấn công lại vị trí của Missing. Cầu sấm, cầu gia tốc rất tiếc là lại không trúng cái gì cả. Quả vừa rồi là cầu sấm để check xem là xạ thủ đối phương là El đang yếu máu, có bấm B về bụi cỏ trạc ba hay không. Nhưng mà El bấm B về vị trí khá là an toàn. Ngay lập tức đó tình huống kêu gọi rồng tới từ Kanavi và sẽ có rồng đầu ra bên phía của Jindong Gaming, mặc dù có những tình huống đổi mạng khá là lỗ. Vừa rồi là tổng cộng 3 mạng cho bên phía của Bilibili anh em nhé. Nhưng mà đội hình này, ây da, quả cầu sấm vừa rồi. Nhưng mà đội hình này ăn được một rồng là ngon anh em ạ. Nếu mà gặp khó quá thì về sau có quyền bỏ rồng để đi farm. Cầu sấm trượt mất rồi. Những quả cầu sấm như này nếu mà nó trúng thì sẽ có thêm tiền từ đòn phủ đầu. Và làm từng 3 quả thôi. 3 quả cầu sấm cầu gia tốc thôi là đã có thể áp lực đi đường rất là tốt rồi. Đối phương gần như là hết máu để roaming hay là hết máu để áp lực PK. Nhưng đây là tình huống mà Yaka liên tục đẩy đường để di chuyển. Zay thì là một chất tướng power farm, nên là chưa di chuyển được nhiều. Nhưng về sau lượng sát thương tới từ Zay thì nó sẽ gánh đội rất là khỏe. Zay thường xuyên được đánh chung với những con tướng đi rừng như là Sejuani hay là Maokai để phụ đam cho người chơi đi rừng. Và đây là tình huống tiếp tục kêu gọi một pha sứ giả đến từ Kanavi. Nãy giờ là hai mục tiêu lớn với một rồng một sứ giả rồi anh em nhé. Dành cho bên phía Jindong Gaming. Họ tham mình rất là tốt những cú chiêu cuối của đối phương để có những pha áp lực mục tiêu như vậy. Thời điểm tấn công của bên phía Bilibili là thời điểm tấn công họ có thể có mạng. Nhưng mà thời điểm tấn công xong thì lại có tới hai mục tiêu lớn mà họ không có tài nguyên để cạnh tranh. Là thời điểm tấn công cũng là thời điểm rất là quan trọng anh em nhé. Nhưng mà bên phía của Jindong thì lại đang gặp bất lợi ở đoạn đi đường. Với việc đối phương có được khá là nhiều mạng gục trong khoảng thời gian ban đầu, đặc biệt đứng dưới lúc này thì có vẻ Ruler cùng với Missing sẽ hơi khó một chút trong việc đi đường với xạ thủ hỗ trợ đối phương. Pha này thì Nai đã cố gắng dọn nốt tân lính rồi di chuyển về với dịch chuyển. Và dịch chuyển chưa dùng lên cánh trên được. Hơi khó cho 369 rồi. 5-1 là thế trận hiện tại dành cho bên phía của Bilibili. Về nhà đóng mảnh thứ hai của kiếm ma Yumu. Không biết là có định đổi thành dã kiếm hay không đến từ Nai. Cái kích hoạt của kiếm ma Yumu cùng với dã kiếm thì nó đều rất là hữu dụng cho Zay cả.
Giáy rất là kém cơ động và cần kích hoạt của kiếm Ayumu. Còn kích hoạt của dã kiếm thì mặc dù nó hơi bị động một chút, khi mà không phải lúc nào bạn cũng kích hoạt được nó một cách dễ dàng, nhưng mà nó lại là một thứ công cụ giúp cho Zay có khả năng áp sát một cách tự tin hơn. Pha di chuyển cướp được một con bùa đỏ tới từ Kanavi. Nãy giờ thì đội hình yếu đầu trận của bên phía Jindong Gaming đang liên tục bị khai thác những mạ gục. Kanavi thì chưa ganh được quá nhiều, chỉ kiểm soát mục tiêu thôi. Chuyển sang dã kiếm rồi anh em ơi. Mắt kiểm soát có nhưng mà Nai chưa quyết định cắm nó ở đâu cả. Đứng khuất tầm nhìn bắn cầu sấm, hack tiền từ đòn phủ đầu và sau đó thì tiếp tục làm lại. Cái này cứ làm đi làm lại thôi các bạn. Như mình đã nói là làm tầm 3 quả cầu sấm cầu gia tốc như vừa rồi là con Ahri này cũng không có máu để ramming đâu nha. Lúc này thì đường dưới vẫn đang tương đối khó khăn dành cho Ruler cùng với Missing. Nai cũng sẽ không di chuyển được, với bạn biết là nếu như con Zay này di chuyển nửa sông kiểu gì cũng chết. Di chuyển đến nửa sông là chết rồi các bạn, không đi xuống cánh dưới được đâu nha. Đứng từ xa bắn cầu sấm cấu rỉa ra cao, thêm một quả nữa trúng. Hai quả liên tục ha. Farm rất tốt theo thời gian. Có tiền từ hai khiên trụ. Và cả tiền hack từ đòn phủ đầu nữa. Pha này thì Yaka vừa có xu hướng di chuyển check lên cánh trên. Và ngay lập tức 369 giật về. Đã có dã kiếm Rakdos rồi. Một khởi đầu rất chậm đến từ bên phía của Jindong Gaming. Tất nhiên là BOG cũng sẽ không để cho Jindong đánh chậm đến như vậy. Họ đã phát động những pha tấn công liên tục. Và có được tổng cộng là 5 mạ hạ gục. Tân lính vừa rồi thì On đã có một pha di chuyển để reset quay lính rất là nhanh với cái máy dọn lính. Và chia tiền với đường giữa của mình với con xe to. Nhưng mà không có khiên trụ nào dành cho bên phía của Bilibili cả. Vì Nai đã có mặt kịp thời và dọn lính rất là nhanh. Rồng 2 thì như thế nào nhỉ? Pha gọi sứ giả để lấy thế rồng 2 tới từ Kanavi. Mở cổng gia tốc bắn cầu sấm dọn nhanh ba con lính đánh gần và sau đó chuyển dạng chỉ thiên dứt điểm ba con lính đánh xa. Pha này thì làm choáng bola băng bồi vào cầu sấm đánh tay liên tục đến từ vị trí của Nai. Mạng đầu tiên cho Nai trong ván đấu này. Chiêu cuối của Swain đã bị che bởi cả Navi rồi. Và Nai không mất bất kỳ một giọt máu nào cả. Sứ giả húc lấy đi tương đối nhiều máu trụ một đường giữa của Yakao. Sau đó là tình huống di chuyển quét mắt để áp lực con rồng nguyên tố thứ hai. Các bạn thấy những cái nhịp tấn công của bên phía Jindong Gaming nó thực sự là những nhịp tấn công mà họ có áp lực rất là tốt tại các mục tiêu. Còn BOG thì họ tấn công ngay khi họ có cái cơ hội để tấn công thôi. Nó cũng không suy nghĩ nhiều là tấn công thời điểm đó thì mình sẽ có cái gì và mất cái gì. Thì BOG tấn công thời điểm trước đó thì có rất nhiều mạng nhưng lại mất mục tiêu. Còn bên phía của Jindong Gaming thì họ tấn công ở những thời điểm họ có những mục tiêu lớn ngay sau đó. Thì tấn công xong ăn mạng xong là có mục tiêu lớn liền. Đấy chính là sự khác biệt. Thực ra thì trong một trận đấu chuyên nghiệp để mà có lợi thế dẫn trước nó không phải là dễ, nên là cứ có thì tận dụng thôi. Lối chơi ở BOG thì chúng ta cũng không thể nào chê trách họ được gì nhiều cả. Có lợi thế chứ Jindong là mừng rồi, còn suy nghĩ đến chuyện là mục tiêu lớn hay không thì hơi khó. Nhưng mà vừa rồi là tình huống dính hồn gió, Nai mất máu cực nhiều rồi. Lách nhẹ cú hồn gió vừa rồi dính cầu về. Máu còn lại vẫn là khá lớn từ từ Nai, nhưng mà hai con lính này thì bắt buộc phải bỏ một. Dính một quả hồn gió bị ngắt chỉ thiên đợt lính thôi là thấy mất quá trời máu rồi anh em ơi. Chắc là thêm một quả cầu sấm cầu gia tốc nữa. Máu của Yaka đã cực kỳ yếu. Năng lượng của Yaka cũng đang là vấn đề và khả năng cao là tên lính này thì Yaka sẽ phải về. Nhưng mà On có mặt. Tốc biến né làm choáng tới từ vị trí của Nai. Có suy ở đây. Ui, tưởng là con Ahri hết máu đi về là farm tân lính vừa rồi free, nhưng mà cũng phải bỏ cái tốc biến để farm cái tân vừa rồi đấy anh em ạ. Áp lực nhờ. Chiêu cuối tốt tới từ vị trí của Ruler, nhưng mà pha RW tới từ Missing thì L đã thanh tẩy và tốc biến bỏ chạy được, dịch chuyển xuống cầu sấm cổng gia tốc. Có ai cứu con reo này không? Đây không ai cứu con reo này cả. Lôi phạt ngắt một tình huống hắc kim thuật, đối phương phải tốc biến đi. Bola băng vội theo cùng với cả thiêu đốt đến từ Missing. Và sau đó là một tình huống On lên bảng đếm số. Một tình huống lôi phạt ở thời điểm đối phương dùng hắc kim thuật rất hay. Không ai cứu được reo cả. Reo của On coi như là chết thuê cho con Kai'Sa của L cho tình huống vừa rồi. Nếu như không có tình huống chết đến từ On thì khả năng cao L sẽ bị băng trụ các bạn nha. Dịch chuyển tới từ Bin với cú dịch chuyển của một con cờ sắt T không quá áp lực. Nai giật về farm nốt tân lính này và sau đó thì sẽ làm gì đây?
Sứ giả cánh trên đã không có tầm nhìn này. Trụ đường trên cũng đã không còn nhiều máu. Và Nai quyết định ở lại để ăn mầm và sau đó tiếp tục di chuyển quét mắt sông dưới. Pha này thì sẽ là tình huống đổi đường rồi. Để Ruler cùng với Missing ra khu đường giữa, còn Nai sẽ xuống đường dưới với một con dai không có tốc biến nha. Yakao liệu rằng có một quả fake check hay không đây. Quyết định đến từ Nai là bắn cầu sấm cấu diệt tầm xa luôn. Chuyển dạng chỉ thiên và bắt đầu dọn lính. Chấp nhận bỏ sứ giả nha. Con sứ giả thứ hai thì quyết định của Zeno Gaming là quyết định côn bỏ. Thêm một quả cầu sấm nữa. Dễ chơi không ạ? Nói chung là dai chất tướng của nó thì đến thời điểm này bắt đầu khỏe rồi. Tầm 1 đồ rưỡi bắt đầu bắn cầu sấm, nó out tầm hoàn toàn các pháp sư đường giữa. Vấn đề là trước cấp độ 6 thì nhầm trước khi có được ngữ sức mạnh như thế này thì đồng đội sẽ hơi khó chơi. Nó còn Ari Lamming liên tục thì dai sẽ không đi theo được. Đang có đánh nhau rồi. Đánh nhau diễn ra và On là người lên bảng điểm số duy nhất trong pha này. Nai đang tới với lượng sát thương tiến sau để giúp đồng đội tự tin hơn trong việc mở. Một pha mở tới từ Missing cùng với Kanavi nhưng đối phương bỏ chạy được với một chấm máu. Rất nhiều người yêu máu. Ruler quay lại ăn cái mạng vừa rồi của Swin và lên bảng điểm số 1-1. Nhưng mà trước đấy thì On lên bảng điểm số tổng lại thì nó là 1-2. Pha này thì bộ la bằng chuẩn xác, không còn tốc biến, không còn thanh tẩy, cầu sấm tầm gần, chuyển dạng chỉ thiên. Jin Dong comeback với 6 ma hạ gục. Và mỗi lần có mạng thì họ đều có mục tiêu. 6 đều về mạng và có thấy hiện tại là chênh lệch về dòng nguyên tố dành cho bên phía của Jindong Gaming. Mặc dù mất trụ đường trên khi mà đây chỉ là một con On đi đường khá yếu đến từ vị trí của 369, nhưng bù lại có trụ đường giữa. Và trụ đường dưới quả này thì không biết là ai sẽ là người phòng ngự đây. Nai quyết định đẩy tiếp hay là về đấy ạ. Quyết định về đến từ Nai với 2.200 tiền để lấy kiếm mana moon. Giao tranh liên tục diễn ra và Jindong đang có một màn comeback với rất nhiều mạng gục được họ khai thác trong khoảng thời gian vừa qua. Và đây là một con dây farm vượt thời gian 201 KDA. Đánh rất chắc các bạn ơi. Pha này thì rồng chuẩn bị xuất hiện và Nai còn khoảng chừng 50 giây nữa để hồi lại phép bổ trợ tốc biến. Với bùa xanh thì đang muốn nhường lại dành cho Varus của Ruler vì Nai đang cầm bùa xanh sẵn rồi. Phân chia tài nguyên rất hợp lý đến từ các thành viên phía Jindong Gaming. Tầm này con dai này bắn cầu sấm thì lượng sát thương của nó sẽ là vô cùng khủng khiếp. Chưa kể là Ruler cũng có thể bồi thêm lượng sát thương với những tình huống cấu diệt tầm xa bằng con Varus này. Nhưng Varus ván này thì là Varus tốc độ đánh chứ không phải là Varus sát lực anh em nhé. Cầu sấm trúng vào Swain. Cooldown của nó khoảng chừng 10 giây một lần. Và lao xuống tới từ vị trí của Kanavi. Không giữ chân được ai lại cả. Cầu sấm trúng vào Yakao. Hai quả cầu sấm, cầu gia tốc đều trúng tới từ đường giữa của Jindong Gaming. Đang tận dụng một chút đợt đẩy khu đường giữa để tiếp cận trụ và góc giao tranh này là như thế nào đây. Cầu sấm, cầu gia tốc trúng vào Swin. Chuyển dạng chỉ thiên nhắm tới tuyến sau đối phương để cover cho Ruler. Và ngay lập tức đó là cú lôi phạt lấy mạng của On. 1-2, Kanavi đổi được 2 mạng. Cầu sấm, cầu gia tốc lại tiếp tục hồi lại. Nhưng quả này thì bắn trượt mất rồi. Cú dịch chuyển bỏ chạy tới từ Yakao. Không kịp rồi bạn ơi. 3 mạng hạ gục dành cho phía Zeno Gaming để đổi lấy một mạng cho BLG. Và đây đang là tình huống quyết định khởi động rồng tới từ Ruler cùng với Nai và cả Missing nữa. Dịch chuyển lên khu đường trên rất nhanh tới từ vị trí của Nai để ăn trụ. Tân lính này thì ăn được, còn trụ thì không biết nha. Thần kiếm Muramana đã có rồi. Trụ này còn quá nhiều máu vì đây là cái trụ mà 369 gần như dạo đi đường không chạm được vào trụ của Bin với một kèo đấu giữa On và Cersante. Cú dịch chuyển đó là một tân lính khá to. Reset thành công tân lính vào trong trụ và cái đợt lính này là bên phía của BLG mất hết đấy anh em nha. Tân lính khu đường giữa thì nhường lại dành cho Ruler, còn cánh dưới thì sẽ có On của 369 đón lính. Một cú dịch chuyển mang lại một lượng kinh tế không nhỏ và triệt tiêu đi một lượng kinh tế cũng không nhỏ của đối phương. Còn chất tướng tại thời điểm này thì Yakao bất lực rồi. Kanavi đang phát động tấn công nhưng mà tân lính khu đường trên chưa đẹp. Chỉ thiên lại hồi lại bộ la bằng chuẩn xác, cầu sấm đánh tay tích tụ liên tục. Yakao tốc biến chạy với một chấm máu, cú dịch chuyển tới từ Bin để hỗ trợ rút lui. Còn phản công được hay không thì tôi không chắc.
Bin vẫn có định lao vào tấn công Nai. Nai mở cầu gia tốc, bắn cầu sấm ngược lại nhưng bắn cầu sấm trượt. Bin mất máu khá nhiều và tung chiêu cuối, cố gắng rút lui. Hỏa dược hiệu triệu được dùng tới từ 369 nhưng bị giữ chân lại bởi quyền lực thiên nhiên và không hỏa dược hiệu triệu lần hai được. Nhưng ít nhất trước khi nằm xuống thì Missing đã có được tình huống gỡ mạng của Yakao 1-1. Kanavi đang côn chạy khi mà Ruler ở khá xa tiếng giao tranh này. Cổng gia tốc lại tiếp tục hồi lại bắn tiếp hay không? Tình huống bấm B về đến từ Bin trên tầm nhìn của Jindo Gaming và Bin có thể là mục tiêu bị tấn công. Cầu sấm trượt mất rồi. Ruler đang là người bị chăm sóc khu vực đứng giữa bởi con reo của On và có vẻ là Ruler đã hơi khó sống. Ruler bấm đồng hồ trước mặt đối phương và lên bảng đếm số rồi. Cầu sấm, cầu gia tốc lại tiếp tục chuẩn bị hồi lại. Bắn nhắm tới ai đây? Solo kill Bin à? Cầu sấm trượt mất rồi. Tỷ lệ solo kill là không cao. Nãy giờ cầu sấm của Nai đang trượt hơi nhiều nhá. Bilibili thì lúc này đang cố gắng để giao tranh và tìm kiếm cơ hội trở lại. Vừa rồi là một tình huống có trụ dành cho bên phía của Bilibili ở khu đường giữa. Nhưng mà cánh trên này với một con dây 2 trang bị rưỡi thì vẫn đang tiếp tục đẩy liên tục. Và đồ tiếp theo mà Nai hướng tới sẽ là đồ xuyên giáp với một cái thương phục hận. Nhưng đây là tình huống bị Bin vòng sau rồi. Tốc biến của Nai còn, tốc biến được dùng để thả diều bô la băng chuẩn xác. Cầu sấm ngược trở lại. Mỗi quả cầu sấm là hơn 500 sát thương và mọi người một chống chịu như là Maokai. Pha vòng sau khá là bất ngờ đến từ Bin nhưng bộ đôi Bin cùng với Xuyên thì lại là bộ đôi không có sát thương. Nó có sát thương nếu như cửa sân tê của Bin có được chiêu cuối. Nhưng Bin có vẻ là chưa hồi cái chơi khô máu kịp. Tình huống vòng sau vừa rồi chỉ ép được cái tốc biến đến từ Nai mà thôi, chưa có mạng. Còn Nai thì đang ôm một lượng tiền 1.500. Tiếp tục farm thêm và chờ đủ tiền thương phục hận rồi về một lần anh em ạ. Pha này về là chưa đủ tiền anh em nhá. Bán biến dị luôn không nhở? Tầm này 22 phút rồi chắc là bán biến dị luôn quá. Ok, bán biến dị lên thương phục hận ở món trang bị thứ 3. Dam bây giờ vào tuyến đầu cũng rất đau chứ đừng nói là tuyến sau anh em ạ. Vào tuyến đầu những con như Rail là thấy tầm 2 quả là Rail hết mở nổi luôn á. Tôi nghĩ là giờ nhắm tới Rail là hợp lý đấy. Tất nhiên là poke vào được Kai'Sa của El thì lại quá tốt. Ahri của Yaka cũng rất mỏng. Chỉ có Bin và Xuyên có lẽ là hai người chống chịu được những quả cầu sấm cổng gia tốc nhiều hơn một chút so với đồng đội thôi. Chứ còn ăn tầm 3 quả tôi nghĩ là cũng gặp vấn đề liền à. Đồ 4 mà Na đang hướng tới sẽ là một cái giáp thiên thần anh em nhé. Mở sẵn cái giáp thiên thần lên để mỗi lần về nhà mua đồ thì đỡ mất thời gian. Quả này cầu sấm thì hơi mù mắt rồi. Jin Dong đang muốn đánh chậm để chờ ngữ sức mạnh tiếp theo. Hoặc là chờ cái tốc biến của Nai nó kịp hồi lại để xử lý team pha cho nó dễ dàng hơn. Mục tiêu lớn sắp tới sẽ là rồng nhưng mà mục tiêu này thì khả năng cao là tốc biến chưa hồi lại kịp. Đứng từ xa bắn cầu sấm thôi. Vừa rồi là một tiếng đáp cầu sấm thẳng vào người của Yaka phía bên kia. Nhặt được bùa xanh, tiếp tục bắn cầu sấm tầm xa. Nhắm tới ai đây? Nhắm tới On, trời ơi. 700 sát thương đấy các bạn, 600-700 sát thương mỗi quả. Ăn một quả là thấy con Rail không mở nổi rồi đấy. Ăn đến quả thứ hai là phải đi về chứ đừng nói là mở giao tranh các bạn nha. Nè, tiếp tục đứng giữ vị trí từ xa poke thôi. Tầm của dây quá là an toàn. Được tiếp tục đứng nấp sau bức tường để bắn nhắm tới tuyến sau đối phương. Vừa rồi là một quả cầu sấm trượt. Trượt thì lại giật ra chờ một lúc lại hồi lại bắn tiếp. Nhưng mà trong khoảng thời gian này, ui, một quả lại tiếp tục trúng vào Maokai rồi kìa. Nhưng mà khoảng thời gian mà đang không có cầu sấm, cầu gia tốc là đối phương có thể ép đánh đấy nha. Mà Kunda cũng nhanh. Cầu sấm vừa rồi nhắm tới xạ thủ đối phương nhưng mà El cũng khá tỉnh. Với tình huống E để bỏ chạy. Tiếp tục EQ tiếp. Nhắm tới A đây, nhắm tới On. Nửa cây AD phía bên kia rồi các bạn. Chịu. Tầm này cứ đánh chậm chậm lại, chờ lại hồi EQ thôi. Maokai của Xuyên đã quyết định tung chiêu cuối mở rồi. Đứng kế bên nhau thấy sự xuất hiện đến từ một con Ahri. Và đó là pha bô loang đến từ Kanavi. Nai yếu, Nai không có tốc biến, Nai quay lại chỉ thiên nhiều người. Nai có giả kiếm, Nai tàng hình. Và sau đó Nai thả diều, Nai vẫn sống với một chấm máu. Trời ơi. Cái đẳng cấp teamfight của Jin Dong Gaming các bạn ơi. Con Ahri vừa phi hồ xuống bị lộ một chút xíu tầm nhìn thôi. Là ăn ngay cái bô la băng đến từ Kanavi và gần như là giai cao chết chay. Sau pha phi hồ. Rồi Nai vẫn có thể chuyển dạng vào và gõ liên tục ở dạng búa. Đồ với cái dạng kiếm Rakta đã phi tác dụng.
Dã kiếm này thậm chí đã được đúc bởi con on của 369 rồi. Và chính cái nội tại của dã kiếm đã khiến cho Nai mặc dù không có tốc biến, mặc dù một chấm máu vẫn có thể sống sót. Và đó là tình huống có linh hồn rồng dành cho bên phía của Zindong Gaming. Những con rồng được họ stack lại từ đầu ván đấu đến bây giờ và có linh hồn rồng cực kỳ sớm. Với tình huống giao tranh quét sạch có thêm cả Baron nữa thì lợi thế lúc này đã là quá lớn rồi. Và các bạn tưởng tượng bây giờ hai chủ lực của Zindong đều có hai cái đồng hồ. Một cái đồng hồ Cazonia trên người của Ruler, một cái đồng hồ nhỏ trên người của Nai. Tốc biến của Nai cũng sắp kịp hồi lại rồi. Giao tranh kiểu gì cho bên phía BOG để win cái ván này đây? Di chuyển quét mắt ping rất tỉnh anh em nhá. Những quả như này là đối phương đang miss trên toàn bản đồ là cả 5 người này. Không thấy bất kỳ một thành viên ở đối phương trên toàn bản đồ cả. Hết sức cảnh giác những bụi cỏ. Mục tiêu hướng tới là trụ 2 đường trên thì để Kanavi đi đầu trách bụi trước. Mình đi sau, mình đẩy đường, mình ăn trụ vậy anh em ơi. Kanavi đi kè kè kế bên. Tình huống tận dụng Baron tới từ bên phía của Zindong Gaming. Cầu sấm trách bụi trước. Những người đánh poke thì họ rất thường xuyên có những quả trách bụi bằng skill của mình để tránh những pha đối phương sẽ mở bất ngờ. Chỉ cần cầm Baron push như thế này thôi thì áp lực từ những quả cầu sấm sẽ là rất lớn anh em nhé. Bắn luôn cả vào người của Bin. Tập này thì Bin cũng bắn. Lượng sát thương lúc này thì vào ai cũng thấm cả. Cầu sấm trượt mất rồi. Trụ này thì với Baron sớm muộn gì cũng ăn được thôi. Hai con xe từ xa đang tấn công chung với các thành viên Zindong trong pha này. BOG thì chắc là cố gắng giữ trụ càng lâu càng tốt. Còn việc Onin sẽ là điều hơi khó cho bên phía của BOG tại trụ 2 này. Mở rất nhanh đến từ chiêu cuối, đến từ Ruler. Và sau đó double kill có cho Nai. Cố dướn phòng ngự trụ 2 và Swin bay màu chung với Yakao. Và lượng sát thương tới từ hai chủ lực của Zindong Gaming tại thời điểm này là quá lớn các bạn ơi. Ngữ sức mạnh hai đồ trở đi là dây của Valor đã rất là khỏe rồi. Về nhà dịch chuyển trở lại với giáp thiên thần rất tự tin tới từ Nai. Mua thêm huyết trượng, không biết là lên cái gì ở món trang bị thứ 5 mà lên huyết trượng đây. Chắc là pha này cũng không cần phải nâng cấp huyết trượng nữa đâu. End rồi. Cầu sấm trượt, bật W lên bắn trụ, bắn ba cái nửa cây máu trụ rồi. El đã không có góc bắn, chuyển dạng chỉ thiên vào Bin. 806 cây đây rồi, quá ngợp cho bên phía của BLG rồi. Cầu sấm cổ dốc chỉ trúng con xe to mà thôi, bật tích tụ đánh tay một đòn chuyển dạng chỉ thiên. Có giả kiếm Rakta với tình huống lôi phạt dứt điểm thành công được vị trí của El. Và sau đó thì On cũng đi chung với El cho tình huống này, double kill cho Nai. Dính hồn gió, dính cầu đi cầu về. Có linh hồn rồng nước, lao thẳng vào với cú triple kill dành cho Nai. Cầu sấm bật đứt đánh tay. Có quát ra hay không? Mở cổng gia tốc dứt điểm ván đấu rồi. Nice. GG. Đây là chuyển sang dây ở ván 3 rồi anh em ạ. Đây là một trận đấu với tỷ số là 3-0 anh em nhé. Đầu trận thì các bạn thấy là kèo này không dễ kiểm soát con Ahri phía bên kia. Thậm chí là Ahri đã có một quả Ramming xuống cánh dưới rất là áp lực. Nhưng mà khi con dây này bắt đầu có đồ anh em ạ. Bắn cầu sấm ác thật sự ạ. Đây là một tình huống teamfight cho thấy cái đẳng cấp teamfight của Zindong Gaming nó khủng khiếp như thế nào. Đứng che chiêu cuối tới từ chống chịu tuyến đầu. Hai chủ lực đứng kế bên nhau đứng tuyến sau. Ahri vừa lộ vị trí một cái thôi. Một cái bơ lơ băng thẳng đầu. Hôn gió xong rồi lấy bảo đếm số ạ. Ruler giữ vị trí bắn tuyến sau và Rakan quay lại cover luôn. Dính CC liên tục đến từ đường đối phương nhưng mà có mạng hạ gục. Là có dạ kiếm. Có dạ kiếm sống sót được. Thì win teamfight. Một tình huống teamfight 5 đổi 0. Có rồng, có Baron. Có Baron đầu tiên cho cái đội hình Varus của cái dây thì nó là có Baron endgame luôn rồi anh em ơi. Rồi, cảm ơn anh em rất là nhiều vì đã theo dõi một cái preview của Nai đường giữa của Zindong Gaming. Đội tuyển đầu tiên có chiếc vé đến với Chung kết thế giới 2023. Với một con dây Skelet gánh team cực kỳ khét với lượng sát thương lớn của Na trong ván thi đấu này. Và Zindong Gaming thì tập thể của họ rất là mạnh. Đánh team fight với điều kiện thắng xoay quanh đội hình này thì họ đã đánh quá tốt rồi. Hẹn gặp lại anh em vào những dàn khác nha. Bye bye.